Thủ tướng Trần Vương Phổ Minh Kinh Thương Chư Pháp do vị Tổ Hư Minh biên soạn và truyền lại cho đến ngày nay. Bài quyền có 48 phần pháp liên hoàn, có tính liên tục với nhau, là sự kết hợp giữa thông pháp, thủ pháp và ngữ pháp, lúc nhanh lúc chậm, lúc cương lúc nhu, uyển chuyển mạnh mẽ.